hát dâng mẹ lời chào xưa khi tiên sứ loan tin. Ave Maria, hãy vui mừng Thiên Chúa thương ở cùng. Vinh phúc cho bà, tràn đầy ơn được ra về thương đến. Đấng bà sẽ sinh ra là con Chúa chi tôn quyền năng. Ave Ave Maria, hãy vui mừng hỡi nữ trinh. Ave Ave Maria, hỡi nữ trinh đẹp xinh. Xin hát khen mẹ là kỳ công của Thiên Chúa uy phong. Không ai trên đời này vết nguyên tội không nhiễm lây lạ lùng. Xin tết dâng mẹ tràng hoa Ave Maria. Ôi mẹ Chúa cao sang, nguyện thương giúp chúng con lầm than. Ave Ave Maria, hãy vui mừng hỡi nữ trinh. Ave Ave Maria, hỡi nữ trinh đẹp xinh. Lễ truyền tin. Chủ đề: Sứ thần Chúa truyền tin cho Đức Maria. Phần dẫn nhập của cha Phêrô dòng Đồng Công. Lễ truyền tin được mừng đầu tiên tại Giáo hội Đông Phương vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng từ thế kỷ thứ 4 hay thế kỷ thứ 5 để ký nhớ mầu nhiệm nhập thể. Đến thế kỷ thứ 7, lễ này lan sang Giáo hội Tây Phương để kỷ niệm Đức Trinh Nữ Maria chịu thai ngôi lời nhập thể, đồng thời kỷ niệm Chúa Kitô được sức dầu làm thượng tế và làm trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đức Thánh Cha Sergio lập 4 lễ: lễ Đức Mẹ tịnh tẩy, lễ Đức Mẹ dâng con vào đền thờ, lễ truyền tin, lễ sinh nhật Đức Mẹ và lễ Đức Mẹ lên trời. Mỗi dịp lễ này, Ngài truyền dạy tổ chức cuộc rước Đức Mẹ từ nhà thờ Thánh Adriano về đền thờ Đức Bà Cả tại Roma. Thánh Phêrô Kim Ngôn đã giảng nhiều trong lễ truyền tin. Thánh Agostino đã đề nghị mừng lễ truyền tin vào ngày 25 tháng 3 cho đúng 9 tháng trước lễ Giáng sinh. Nhưng Giáo hội Tây Ban Nha không đồng ý, nên Công đồng Toledo năm 656 ấn định mừng 8 ngày trước lễ Giáng sinh, rồi đổi sang ngày 18 tháng Giêng để tránh mùa chay. Đức Benedicto thứ 14 ra sắc lệnh ấn định khắp Giáo hội
mừng lễ truyền tin vào ngày 25 tháng 3 theo Thánh Agostino đã đề nghị. Năm nay, năm 2008, ngày 25 tháng 3 nằm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, nên lễ truyền tin được dời vào ngày 31 tháng 3 năm 2008 sau Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh. Phần bài đọc. Bài đọc 1. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy Chúa phán bảo vua A-ca rằng: Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao. Nhưng vua A-ca thưa: Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa. Và Isaiah nói: Vậy nghe đây hỡi nhà David, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa. Vì thế chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Bài đọc 2. Bài trích thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, máu bò và dê đực không thể xóa được tội lỗi. Vì thế khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: Chúa đã không muốn hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho con một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên con nói: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách. Sách ấy bắt đầu như thế này: Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật. Đoạn người nói tiếp: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa. Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau. Chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hóa, nhờ việc hiến dâng mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ. Bài tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối tự hỏi, lời chào đó có ý nghĩa gì? Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David, tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa.
Và này Isabe chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Thiên thần truyền tin cho Đức Maria. Bài của Đan Quang Tâm. Chương đầu Phúc âm Luca thuật lại biến cố Đức Maria được truyền tin về sứ mạng của mình. Từ bản văn Tân Ước này, người Kitô hữu đã rút ra một kinh cầu cổ kính nhưng diễm lệ mà chúng ta quen gọi là kinh truyền tin. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần được Thiên Chúa sai đi và xuất hiện đúng lúc mà người muốn thực hiện kế hoạch của Ngài. Sứ thần mang lời của Thiên Chúa để nói với Đức Maria. Lời chào của sứ thần. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Maria được sứ thần gọi bằng một tên mới. Đây là điều Chúa thường làm với những ai Ngài gọi để lĩnh sứ mạng trọng yếu trong chương trình của Ngài. Tên mới này của Maria là Đấng đầy ân sủng, chứng tỏ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn để lĩnh sứ vụ trọng yếu và được ban ân sủng để hoàn thành sứ vụ. Đức Chúa ở cùng bà, như vặn lại lời chào của sứ thần cho Gideon khi ông được Chúa gọi trở thành vị thủ lãnh giải phóng dân Israel khỏi ách thống trị của quân Madian. Không chỉ là lời chào, Đức Chúa ở cùng bà còn là lời khẳng định một sự kiện liên quan mật thiết với mầu nhiệm nhập thể. Thánh Âu-tinh bình luận lời chào đó bằng cách đặt vào miệng sứ thần câu sau đây: Ngài ở với bà còn nhiều hơn ở với tôi. Ngài ở trong tâm hồn bà, định hình và trở thành nhục thể trong người bà. Ngài tràn ngập linh hồn bà, Ngài ngự trong cung lòng bà. Tin mừng. Rồi sứ thần bèn nói cùng Maria: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Tổng lãnh thiên thần Gabriel loan báo cho Maria rằng trinh nữ sẽ trở nên mẹ Thiên Chúa bằng cách lặp lại lời ngôn sứ Isaiah loan báo từ xa xưa rằng Đấng Mêsia sẽ sinh bởi một người trinh nữ. Lời tiên tri ấy nay đã được hoàn thành nơi Đức Maria. Isaiah mô tả việc hoàn thành lời hứa ấy trong một đoạn văn thuộc loại diễm lệ nhất
trong Kinh Thánh mà chúng ta nghe đọc trong đêm Giáng sinh. Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ và tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hoan hỷ khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ và ngọn roi của kẻ hà hiếp, ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi giày lính nện xuống rần rần và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thuở, Thủ Lãnh Hòa Bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực, công minh, từ nay cho mãi đến muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Đức Giêsu tuyên bố ngài hoàn thành lời hứa ấy khi ban cho các môn đồ sứ vụ lớn lao. Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quyền năng của Thiên Chúa. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đã cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Với Chúa chẳng có gì mà không thể thực hiện được. Ngài tạo dựng trời đất và mọi cư dân, muôn thú. Nếu Ngài đem sự sống vào trong cung lòng người nữ lớn tuổi, có tiếng là son trẻ, thì Ngài cũng có thể gieo sự sống vào trong một cung lòng trinh trong. Ngài biến nước thành rượu, Ngài lấy khẩu phần của một em nhỏ mà nuôi những cả một đám đông quần chúng. Ngài chữa kẻ què đi được, người mù sáng mắt, người biến đổi bánh và rượu trở thành mình và máu Ngài, để cung cấp cho chúng ta của ăn đem lại sự sống đời đời. Tiếng xin vâng của Maria. Bấy giờ bà Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Bình luận về câu trên, Đức Gioan Phaolô đệ nhị quảng diễn: Virgo Fidelis, trinh nữ trung tín thật thà. Đức trung tín của Maria nghĩa là gì? Trung tín bao gồm các chiều kích gì? Chiều kích thứ nhất gọi là tìm kiếm. Trước tiên Maria tỏ ra trung tín khi bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa sâu xa của chương trình Thiên Chúa nơi mình và cho thế giới. Quo modo fiet, sự việc xảy ra như thế nào? Ngài hỏi sứ thần truyền tin. Chiều kích thứ hai của trung tín là tiếp nhận, chấp nhận. Lời quo modo fiet
Trên môi Maria chuyển thành một lời Fiat: xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền, tôi sẵn sàng, tôi chấp nhận. Đây là giờ phút hệ trọng của đức trung tín, giờ phút mà con người cảm thấy mình sẽ không bao giờ hiểu thấu được chữ như thế nào. Trong kế hoạch của Thiên Chúa có các khu vực mang tính mầu nhiệm nhiều hơn là tính sáng sủa rõ ràng. Cho dù có gắng sức đến đâu chăng nữa thì cũng chẳng tài nào lĩnh hội đầy đủ sự việc. Chiều kích thứ ba của đức trung tín là sự kiên định, kiên trì sống theo những điều mình tin tưởng, sẵn sàng điều chỉnh cuộc đời mình cho phù hợp với các mục tiêu mà mình nhắm tới, sẵn sàng chấp nhận bị hiểu lầm, bắt bớ còn hơn ngôn hành bất nhất, tin một đàng mà làm một nẻo. Điều này gọi là tính kiên định. Tuy nhiên, mọi trung tín đều phải trải qua cuộc thử nghiệm khốc liệt nhất, đó là sự thử thách của thời gian. Do đó, chiều kích thứ tư là tính thủy chung như nhất. Kiên trì ngày một, ngày hai thì dễ, kiên trì suốt cả cuộc đời thì khó, và đây mới là điều quan trọng. Kiên trì đang khi hào hứng, hồ hởi phấn khởi thì dễ, còn vẫn giữ được sự kiên trì trong cơn thử thách khốn quẫn mới khó. Và chỉ có sự kiên trì kéo dài cho đến suốt đời mới là trung tín. Lời thưa Fiat, xin vâng của Đức Maria trong buổi truyền tin trở nên viên mãn trong tiếng Fiat, xin vâng âm thầm mà mẹ lặp lại dưới chân thập giá. Mẹ đầy ơn phúc. Chúng ta vừa cung chiêm Đức Maria tràn đầy thánh thiện có 102 ngay từ lúc mới thụ thai. Đức Trinh Nữ thành Nazareth được sứ thần vâng lệnh Thiên Chúa đến truyền tin và cất lời chào: đấng đầy ân phúc. Và Trinh Nữ đã đáp lời sứ thần: này tôi là tôi tá Chúa, xin hãy xảy ra cho tôi theo lời Ngài. Như thế, Đức Maria con cháu Adam, vì chấp nhận lời cứu độ của Thiên Chúa, đã trở nên mẹ Chúa Giêsu, hết lòng đón lấy ý định cứu rỗi của Thiên Chúa, vì không một tội nào ngăn trở Ngài. Đức Maria đã tận hiến làm tôi tớ Chúa, phục vụ cho thân thể và sự nghiệp của con Ngài, và nhờ ân sủng của Thiên Chúa toàn năng, phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc dưới quyền và cùng với con Ngài. Bởi vậy, các thánh giáo phụ đã nghĩ rất đúng rằng Thiên Chúa đã không thu dụng Đức Maria một cách thụ động, nhưng đã để Ngài tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại nhờ lòng tin và sự vâng phục của Ngài. Thực vậy, Thánh Irenco nói: chính Ngài nhờ vâng phục đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại. Và cùng với Thánh Irenco, còn có rất nhiều thánh giáo phụ thời xưa cũng không ngần ngại giảng dạy rằng nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của Eva, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria. Điều mà Eva đã buộc lại bởi cứng lòng tin, Đức Maria đã tháo ra nhờ lòng tin. Và so sánh Eva, các ngài gọi Đức Maria là mẹ kẻ sống, và thường quả quyết rằng bởi Eva đã có sự chết thì nhờ Maria lại được sống. Truyền tin cho Đức Maria và nhập thể của ngôi lời là mầu nhiệm thâm sâu nhất về mối quan hệ giữa Thiên Chúa và loài người, và là biến cố quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta mãi mãi. Ấy vậy mà khi ngôi hai Thiên Chúa xuống làm người,
nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, thì biến cố lẽ ra phải long trời lở đất lại diễn ra trong âm thầm, không kèn không trống. Sự kiện truyền tin, bài của Hải Ánh. Hàng năm, theo mùa phụng vụ, tôi thường mở sách phúc âm để đọc lại những diễn tiến cuộc đời Chúa Cứu Thế. Cuộc đời của Ngài mở đầu bằng sự kiện truyền tin. Trong phúc âm, tìm đọc thấy có ghi lại ba cuộc truyền tin. Thứ nhất, truyền tin cho thầy cả thượng phẩm Zacharia. Thánh sử Luca ghi: Sứ thần bảo ông: Này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ đi trước mặt Chúa và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Sự kiện truyền tin này làm cho ông Zacharia bối rối, sinh ra nghi ngờ, vì ông nghĩ rằng ông và vợ ông đã lớn tuổi, quá thời sinh nở. Một sự ngờ vực chính đáng của con người. Nhưng đối với Thiên Chúa, ông đã phạm tội không tin vào lời sứ thần. Chính vì thế, ông đã bị phạt câm, và hình phạt này chỉ được tha khi vợ ông sinh con được 8 ngày. Ngày cất bì và đặt tên. Những lời nói đầu tiên khi mãn phạt là bài ca chúc tụng. Đây là một lời chúc tụng, tạ ơn, đồng thời cũng là một lời tiên tri quan trọng về đấng cứu tinh, giao ước mới. Trong các phúc âm khác, cho thấy vai trò của Gioan thật quan trọng. Ông luôn xác nhận ông không phải là đấng cứu thế, ông chỉ là người đi trước để giới thiệu Đức Kitô. Tôi không phải là Đức Kitô, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đến. Thứ hai, truyền tin cho ông Giuse. Ông Giuse chồng bà Maria là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì sứ thần Thiên Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Cũng như thầy cả Zacharia, ông Giuse với tâm trạng một con người, ông cũng hoang mang, suy tư. Nếu không nhờ sự can thiệp của sứ thần Thiên Chúa, chắc ông đã bỏ vợ rồi. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần dậy và đón vợ về nhà.
Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Thứ ba, truyền tin cho Maria. 6 tháng trước, Sứ Thần Thiên Chúa đã hiện xuống trần gian nơi Jerusalem, thủ phủ tôn giáo, chính trị của nước Do Thái, giữa đền thờ trong cảnh huy hoàng rực rỡ để truyền tin cho thầy cả thượng phẩm Zacharia. 6 tháng sau, Sứ Thần Gabriel lại hiện xuống nơi Nazareth miền Galilee, một miền quê hẻo lánh, nghèo nàn, để truyền ban một sắc chỉ cứu độ nhân loại. Truyền tin cho Maria, một thiếu nữ vừa tuổi độ 15, tuổi trung bình của những cô gái đến tuổi tính chuyện hôn nhân theo tục lệ của dân Do Thái thời bấy giờ. Người con gái này là một trinh nữ, con của ông Joachim và bà Anna. Sử sách ghi nhận cô mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng lúc ấy cô đã hứa hôn cùng một người trong dòng tộc vua David tên là Giuse. Sách vở đời xưa còn lại cũng xác nhận trinh nữ này thuộc dòng dõi David. Cô tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Này vui lên, hỡi đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Lời chào này thật rất ư là lễ độ, kính trọng. Maria vốn là một cô bé đạo đức, khiêm nhường. Khi nghe lời chào lại như vậy, nàng không khỏi có chút e ngại, bối rối, như cảm thấy sự khen tặng này vượt quá thân phận nhỏ bé của mình. Nghe lời ấy, bà bối rối và tự hỏi, lời chào như vậy có nghĩa gì? Hình như không để cho Maria suy nghĩ nhiều, Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Vào này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Maria thưa với Sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Maria chắc hẳn cũng thông hiểu nhiều kinh sách cũng như những lời tiên tri về đấng cứu thế xuất hiện cách nào. Vì thế câu hỏi của Maria chỉ phát xuất từ một tâm hồn ngây thơ, trong trắng, đượm vẻ ngạc nhiên, thẹn thùng, chứ không mang tính chất kiêu căng, ham danh phú quý. Sau khi nghe Sứ thần giải thích rằng việc mang thai của Maria là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, cũng như Sứ thần loan báo bà chị họ của Maria là Elizabeth đã già mà cũng mang thai. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được, Maria đã trả lời với Sứ thần: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói. Qua sự kiện truyền tin cho Maria, nhiều tác giả, nhiều sử sách ghi lại những suy tư, những khen ngợi về cá tính và con người của Maria dựa trên 2 câu trả lời của bà. Xin ghi lại một đoạn ngắn: Với những đức tính thông minh, sáng suốt, mạnh mẽ tâm hồn, ta lại thấy người nữ đồng trinh có tánh ngây thơ, chất phác, khiêm nhượng, nhu mì, rất đáng yêu. Những đức tánh hiệp lại thành một người hòa nhã, hiền hậu hoàn toàn, rất đáng kính, đáng phục. Bà là con vua, cháu chúa, bà có cái tên rất đẹp. Tâm tánh của bà quả xứng với tên ấy, với dòng giống ấy. Và tới đây, sự kiện truyền tin chấm dứt. Phần cuối của bài viết này, chúng tôi muốn ghi lại những phát biểu hậu truyền tin của nhân vật được truyền tin. Ông Giuse, Kinh Thánh không ghi lại một lời nói nào của Ngài. Tới nay, riêng cá nhân, chúng tôi vẫn nhìn Thánh Giuse như một bí mật của Thiên Chúa. Thầy cả Zacharia, Phúc âm Thánh Luca ghi:
Bấy giờ Gioan sinh được 8 ngày, người cha của em tức là ông Zacharia được đầy thánh thần, liền nói tiên tri rằng: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân người từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta. Nhưng người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thủ, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thủ và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện, công chính trước nhan người, mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, báo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội kiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông tự trốn cao vời tới viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Thánh sử Luca ghi đây là lời tiên tri. Lời tiên tri này nhằm đáp ứng sự mong đợi một đấng đến giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ của đế quốc Roma. Lịch sử ghi rằng ngày xưa dân Do Thái được Đức Chúa Trời lựa chọn. Người Do Thái tin tưởng như thế, mặc dù sống nơi xứ người, họ vẫn giữ đạo riêng của họ, không chung lộn với người bản xứ. Chúa Trời đã giao ước với ông Maisen và Abraham sẽ phù trợ dân tộc này nếu họ một lòng thờ phượng người. Niềm trông đợi như quá lâu, dân Do Thái sinh nản chí, phần đông bỏ Chúa, thờ lạy các thần dân ngoại. Chúa phạt, tai họa đổ xuống, chiến tranh, ôn dịch, vân vân. Tuy nhiên Chúa Trời vẫn nhớ tới lời giao ước với tổ phụ dân Do Thái, nên ông Zacharia đã được thánh thần linh ứng để nhắc lại lời giao ước ấy như một giao ước mới. Người Do Thái lúc bấy giờ chỉ hiểu lời tiên tri này theo cung cách người trần thế. Họ chỉ mong được sớm giải thoát ách nô lệ và xem đấng cứu thế như một vị tướng với binh hùng thế mạnh. Và khi Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài đã không xuất hiện như vị tướng ấy. Ngược lại, Ngài đến với sứ mạng cứu độ nhân thế khỏi ách nô lệ, tham, sân, si, kể cả tội nguyên tổ. Vì thế, một tấm thảm kịch đã xảy ra. Đức Kitô bị đóng đinh trên thập giá. Bà Maria. Phúc âm Thánh Luca thuật lại việc bà Maria viếng thăm bà Elizabeth. Vừa khi nghe tiếng bà Maria, thì đứa nhỏ trong bụng bà Elizabeth nhảy lên vui sướng, và bà Elizabeth lớn tiếng chào Maria, lời chào do linh ứng của Chúa Thánh Thần. Nội dung lời chào này cũng na ná như lời chào của sứ thần Gabriel chào bà. Nghe xong lời chào, bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Có lẽ không một người công giáo nào lại không biết đến bài ca này. Nhiều sử gia
đạo đức gia, thần học gia đã khuyên chúng ta đừng nên tìm văn chương nơi bài ca này, vì ở đó chứa đựng một loại văn chương vượt trên tất cả những áng văn chương sẵn có. Đây là tiếng lòng của một con người, một con người phụ nữ hơn mọi người phụ nữ. Hãy nghe bà Elizabeth. Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?